đã như mây âm thầm đợi chờ, rồi bay theo bao cơn gió đi về đâu. Cùng đàn xưa giờ đây vắng em, và tiếng hát theo mây mưa về nơi xa. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi một ca khúc nhạc hoa lời Việt khá là hay, đó là ca khúc Tình Đơn Phương. Với cái ca khúc này thì chúng ta có thể áp dụng ra lời nhạc này, chúng ta có thể áp dụng cho cả cái bài Tình Đơn Phương 2 và Tình Đơn Phương 3. Tại vì thực chất nó là một bài thôi, một cái bài nhạc hoa đó thôi, chúng ta có nhiều cái lời Việt khác nhau. Với bài ca sĩ Đan Trường ngày xưa thể hiện ấy, thì chúng ta có Tình Đơn Phương 2, và bây giờ là cái anh Bằng Kiều thể hiện thì chúng ta có gọi là Tình Đơn Phương 3, thì nó cũng đều là một bài hát thôi và lời nhạc khác nhau. Thì trong cái bài này ấy, thường thì các ca sĩ cái giọng nam bình thường thì người ta hát ở tông si thứ hoặc đô thứ, thì với anh Bằng Kiều thì cái giọng nam cao đặc biệt nhé, thì anh ấy trình bày ở cái tông mi thứ. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi cái tông bình thường thôi, để các bạn có thể hát được cái tông mi thứ. Thực ra chúng ta giọng nam chúng ta hát chúng ta không thể lên được, nó quá cao. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi ở bằng thế tài của tông la thứ. Thì bạn nào có muốn chơi cao hơn một chút thì chúng ta có thể dùng capo kẹp vào ngăn 2, ngăn 3 tùy chúng ta. Nhưng tôi nghĩ là với cái giọng nam chúng ta thì chúng ta hát bằng cái tông si thứ, tông la thứ là đã vừa rồi. Và bạn nào có thể cao hơn thì kẹp, không thì không cần được, chúng ta cứ chơi tông la thứ cũng ok. Thì với bài này tôi xin nhắc lại là các bạn có thể dùng cái câu intro này chúng ta chơi cho cả cái bài Tình Đơn Phương 2 và Tình Đơn Phương 3, tại vì nó y như nhau, lời nhạc y như nhau, chỉ có lời khác nhau, phần nhạc không khác gì nhau cả. Các bạn chơi Tình Đơn Phương 2 cũng được và Tình Đơn Phương 3 cũng được. Đó, ok, không lâu thôi nhàng, chúng ta đi thẳng luôn vào vấn đề. Trước tiên là câu intro đã. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ tập câu intro. Câu intro này thì rất đơn giản thôi. Câu đầu tiên sẽ như sau. Đó, thì các bạn tưởng tượng chúng ta bấm vào hợp la thứ như thế này. Hợp la thứ thì gần như tất cả các bạn đều biết rồi. Chúng ta bấm vào hợp la thứ, các bạn gảy nốt ở dây số 4 ta có nốt mi, dây số 3 ta có nốt la. Đó, ngón trỏ các bạn nhả ra. Khi này ngón trỏ các bạn nhả ra ta có nốt si. Đó, ta có mi, la, si. Sau đó chúng ta lại bấm vào ta gảy nốt đô. Đó, ta có này. Dây 4 là nốt la, nốt mi. Dây 3 là nốt la. Dây 2 là nốt si. Sau đó ta bấm ngón trỏ vào, ta nhả ngón trỏ ra là nốt si các bạn nhé. Ta bấm ngón trỏ nào vào lại là nốt đô. Thì đến nốt đô này ta đánh đồng thời nốt đô ở dây số 2 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. Thì các bạn cứ để ý cái dòng tôi viết ấy, cứ cái chỗ nào mà tôi viết in hoa đó thì chỗ đó các bạn để ý là chỗ đó có đánh nốt bát các bạn nhé. Thì các bạn cần phải chú ý xem tôi hướng dẫn. Đó, ta có này. Mi, la, si, đô. Sau đó ta lại nhả ra. Si, đô. Si đô, cứ nhả ra là si, bấm vào là đô thôi. Đó, ta có này. Mi la si đô, si đô. Sau đó này, rê. Các bạn nhả hai ngón này ra, các bạn nói chung là các bạn nhả hết ngón ra. Ta giữ lại cái ngón trỏ, ta bấm, vẫn bấm nốt đô. Trong cái thế tay như này, các bạn không thả ngón trỏ ra, các bạn cứ bấm lì nốt đô như thế này các bạn nhé. Thì chúng ta mới triển khai được ngón, đó. Chúng ta bấm ngón trỏ này, ngón út chúng ta bấm vào nốt rê tại ngăn số 3 dây số 2, ta có. Đó, ngăn 3 dây 2 ta có nốt rê. Thì khi mà ngón út bấm vào nốt rê như này thì hai ngón còn lại này, các bạn tưởng tượng này, hai ngón còn lại ta thủ thế để ta bấm vào, ta chuẩn bị thế tay. Đó, ta bấm vào đô trưởng như này. Đó, rê này, ngón út bấm nốt rê, còn hai ngón còn lại đặt sẵn ở đây. Không phải là chúng ta bấm vào dây đâu các bạn nhé, các bạn chuẩn bị tinh thần. Thì khi ngón út nhả ra thì hai ngón này bấm vào, ta tạo thành hợp âm đô trưởng. Đó, hợp âm đô trưởng các bạn biết rồi, ngón bấm đây dây 4, ngón bấm đây dây 5 thì chúng ta để tay như này. Khi ngón út gảy nốt rê này, gảy nốt rê xong thì ngón út nhả ra, hai ngón này bấm vào thành hợp âm đô trưởng. Và tại đây ta gảy nốt dây số 1 ta có nốt mi. Đó, rê, mi. Tại sao chúng ta phải bấm như này để ta đánh nốt bát đô các bạn nhé. Cái nốt mi này là chúng ta đánh đồng thời nốt mi dây số 1 và nốt bát đô dây số 5. Đó, ta có này, si đô này, rê, mi. Đó, đánh đồng thời nốt mi dây số 1 và nốt bát đô dây số 5 cùng một lúc. Đó, ta có này, si đô, si đô là đây rồi, si đô, rê, mi. Đó, chúng ta chuẩn bị thế tay sẵn đi, ta có cả câu này đánh chậm đi các bạn nhé. Mi la si đô, si đô rê mi. Đó, mi la si đô rê mi. Sau đó chúng ta và chát.
và là chúng ta gảy dây số 3, và chát là chúng ta kéo đồng thời hai dây 1 và 2, hai dây còn lại đó, và chát, và chát đó. Mi la si do re mi, mi la si do re mi, và chát. Rất là dễ dàng thôi, chúng ta sang cái câu kế tiếp nó sẽ như sau. Thì khi chúng ta đánh câu trước ấy, câu trước là chúng ta đang bấm hợp nô trưởng như này. Các bạn nhả bớt tay ra, nhả bớt tay ra, các bạn vẫn giữ nguyên ngón trỏ các bạn nhé, ngón trỏ vẫn giữ nguyên dây số 2. Đó, ta có này. Đô rê mi. Đô này là dây số 2, ta lại bấm vào nốt rê. Là nốt rê. Đó, sau đó mí là dây buông số 1. Ta đánh đồng thời, các bạn lưu ý ngón trỏ này chúng ta không nhả ra, các bạn cứ giữ nguyên vậy nhé. Đô rê mi. Đồng thời nốt mi ở dây số 1 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc đó. Đô rê mi. Sau đó rê đô. À, rê đô, rê đô là rất dễ. Rê 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 đô đây. Rê đô son. Son là ngăn 3 dây 1. Đó, các bạn lưu ý. Tôi xin nhắc lại là ngón trỏ các bạn không nhả ra nhé. Đó. Đô son này. Mi thì nó giống như thế tay trước thôi. Khi các bạn gảy nốt son xong thì các bạn hai ngón này này, à, ngón giữa và ngón áp út, các bạn chuẩn bị tinh thần đi. Các bạn nhả ngón út ra, các bạn bấm luôn hai ngón này vào thành hợp âm đô trưởng đó. Son mi đó. Son này, chuẩn bị hai ngón này này. Mi đó, khi chúng ta bấm hai ngón này vào ta gảy dây 1 là nốt mi đấy. Son mi. Thì ta đánh đồng thời nốt mi ở dây số 1 và nốt bát đô dây số 5 cùng một lúc. Sau đó ta và chát. Đây, tôi làm lại đây các bạn nhé. Đô rê mi. Rê đô son mi và chát. Lại đây. Ta đánh cả câu này rất là dễ dàng thôi. Tôi đánh một lần chậm và một lần nhanh các bạn nhé. Đây. Mi la si do re mi và chát. Do re mi rê đô son mi và chát. Ok, chúng ta cùng sang câu kế tiếp. Câu tiếp theo chúng ta sẽ chơi như sau. Đó thì cái câu trước ấy, cái câu trước khi chúng ta kết thúc thì chúng ta đang kết thúc ở cái hợp âm đô trưởng như thế này. Thì các bạn dùng ngón út này, các bạn bấm vào nốt rê ở ngăn 3 của dây 2, các bạn gảy. Sau đó các bạn lại luyến lên, các bạn chỉ gảy một lần thôi nhé. Rê mi. Cái nốt mi này chúng ta không giờ gảy gì, các bạn chỉ cần luyến lên ngăn 5 của dây 2. Đó, đây các bạn bấm ngăn 3 dây 2 này. Các bạn gảy là nốt rê. Sau đó các bạn luyến lên ngăn 5 dây 2, tự động chúng ta sẽ có âm thanh của nốt mi. Đó. Rê mi. Đó. Rê mi. Để cho các bạn dễ hình dung thì tôi làm hiển thị đấy là rê gạch ngang mi. Để các bạn gảy một lần thôi, tránh tình trạng chúng ta gảy hai lần. Đó. Rê mi. Sau đó này. Rê. Cái nốt rê này các bạn chú ý là tôi viết in hoa đấy, nốt rê này tức là chúng ta chặn ngón này vào đây, một ngón trỏ chúng ta chặn toàn bộ cái ngăn 3 cả 6 dây. Các bạn gảy dây số 2 ta có nốt rê. Các bạn đánh đồng thời nốt rê dây số 2 và nốt bát son ở dây số 6 cùng một lúc. Đó. Rê mi. Rê. Rê mi. Rê. Sau đó này. Đô si. Đô. Các bạn cứ giữ thế tay như này nhé. Các bạn giữ thế tay này, các bạn đừng nhả ra, để cho cái tiếng bát này chúng ta gảy cái nốt bát son này nó còn đang vang, các bạn nhả ra là âm nó sẽ tạch. Các bạn phải giữ nguyên vậy. Đó, đô, các bạn dùng ngón, các bạn gảy đô si. Đô, à, đô si là các bạn dùng hai ngón này, ngón áp út và ngón giữa. Đô là ngăn 5, si là ngăn 4. Đô si, đó, dễ dàng như thế thôi. Ta có này. Rê mi. Rê. Đô si. Lại đây nhé. Rê mi. Rê. Đô si.
Sau đó ta đánh luôn cái giai điệu tiếp theo. Thì khi các bạn gảy re mi re do si, do si là chúng ta để được cái thế tay như này rồi, tức là một ngón trỏ chúng ta chặn đây, ngón chúng ta bấm đây vào nốt si, chúng ta cứ giữ nguyên thế tay này, chúng ta kéo về, tức là ngón trỏ chúng ta chặn vào ngăn số 1. Cái này là chúng ta vào thành hợp âm pha xưởng rồi các bạn nhé. Đó, các bạn bấm được như này thì khi này chúng ta gảy cái dây số 3 ta có nốt la, ta đánh đồng thời nốt la, hai ngón này chúng ta không bấm gì các bạn nhé. Đó, chúng ta đánh đồng thời nốt la dây số 3 và nốt bát pha dây số 6 cùng một lúc. Đó là rất đơn giản thôi, là sau đó chúng ta ngừng lại một nhịp, là nói ngừng lại một nhịp thì không đúng, để các bạn dễ tưởng tượng cái này là chúng ta nghỉ một phách các bạn nhé. Là sau đó son la đô la, son la là dây 3 này, son la. Đó, sau đó dễ tưởng tượng thì các bạn bấm hợp la thứ này, các bạn gảy dây số 2 là nốt đô và dây số 3 là nốt la. Đó, la son la đô la. Chúng ta đánh đồng thời nốt la dây số 3 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. Đó, la son la đô la, chát chát, mỗi chát này là một phách là chúng ta giữ nhịp. Đó, chát 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 là chúng ta, lần này chúng ta kéo cả 3 dây 1 2 3 các bạn nhé. Đó, cả câu này, cả câu này chúng ta đánh này, re mi re do si la son la đô la chát chát. Sau khi chúng ta chát chát, chúng ta giữ nhịp này, chúng ta hát. Để tôi đánh lại cả cái câu intro này rồi tôi vào bài hát, để các bạn dễ tưởng tượng xem là cách chúng ta vào đệm hát, bắt đầu từ câu intro vào bài hát nó như thế nào nhé. Các bạn chú ý kỹ đây. Đợi chờ rồi bay theo bao cơn gió đi về đâu. Đó thì các bạn khi chúng ta chơi hết câu intro đó, bắt đầu chúng ta hát này, chúng ta đánh điệu ballad các bạn nhé. Ballad này, ballad chúng ta đánh kiểu ballad của nhịp 2/4, chúng ta rất đơn giản thôi. Bùm và chát và bùm. Bùm là cái bát, còn và là ngón trỏ đánh dây số 3, ngón trỏ đánh dây số 3 động tác và. Còn hai dây còn lại là chát, ta có bùm và chát và bùm và chát và bùm và chát và bùm và chát. Chúng ta chỉ cần bấm vài hợp âm đơn giản để chúng ta đánh bài này, hợp âm la thứ các bạn biết rồi. Đó, hợp âm mi thứ, bát chủ của dây số 6, bùm và chát. Hợp âm son trưởng, ngón đây dây 6, ngón đây dây 5, ngón đây dây 1, bùm và chát và bùm và chát. Kế tiếp là các bạn bấm được cái hợp âm pha trưởng. Pha trưởng các bạn cố gắng bấm được nhé, thì chúng ta chơi nó mới hay. Đó, pha trưởng chặn này, các bạn cố gắng bấm được ngón chặn đây, ngón đây dây 3, ngón đây dây 5, ngón đây dây 4, bát chủ của dây số 6. Cái đến là chúng ta cần phải bấm hợp âm mi 7. Hợp mi 7 các bạn nên bấm 4 ngón. Hợp âm mi thứ đây, chúng ta bấm thêm ngón trỏ vào ngăn 1 của dây 3 là mi trưởng. Đồng thời chúng ta bấm thêm ngón út vào ngăn 3 của dây 2, chúng ta có hợp âm mi 7. Chúng ta chỉ cần nhiều đây hợp âm thôi là chúng ta có thể chơi được. Đó, cứ bùm và chát. Thì khi chúng ta đánh hết câu intro này, đã như mây âm thầm đợi chờ, các bạn chú ý ngay câu đầu đã là ta hát luôn, đã là ta đánh bạn, đã là bát và chát đợi chờ. Đó, đây tôi đánh chậm rồi các bạn quan sát thế tay nhé. Đã như mây âm thầm đợi chờ rồi bay theo bao cơn gió đi về đâu. Đến đoạn này là hợp âm pha trưởng mà tôi ghi là pha trưởng. Bạn nào không bấm được thì có thể bấm cái hợp âm la thứ để thay cho cái pha trưởng này các bạn nhé. Nó dễ bấm, chúng ta nên bấm pha trưởng thì nó sẽ hay hơn. Đó, đã như mây âm thầm đợi chờ rồi bay theo bao cơn gió đi về đâu. Cung đàn xưa giờ đây vắng em, và tiếng hát theo mây mưa về nơi xa.
Thì ở chỗ này chúng ta sẽ chia ra làm hai trường hợp. Có thể là chúng ta sẽ đánh từ pha trưởng về la thứ. Và tiếng hát theo mây mưa về nơi xa. Để hay hơn thì chúng ta chèn cái hợp âm mi thứ vào chỗ chữ về đó. Tức là chúng ta chia đôi nhịp thì chúng ta sẽ đánh như sau. Và tiếng hát theo mây mưa về nơi xa. Thì chỗ này chúng ta sẽ đánh rất lớn nhanh pha trưởng này. Pha chát mì chát là. Đó. Nếu mà chúng ta cắt nhịp nhé. Pha chát mì chát là. Và tiếng hát theo mây mưa về nơi xa. Và tiếng hát theo mây mưa về nơi xa. Đến khi đến chữ xa là hợp âm la thứ thì chúng ta lại và chát bình thường. Chúng ta chỉ đánh nhanh chỗ pha trưởng và mi thứ thôi. Đó. Đánh lại đấy nhé. Cùng đàn xưa giờ đây vắng em. Và tiếng hát theo mây mưa về nơi xa. Hay mang theo ân tình ngày nào. Cùng ra đi cho anh nói câu biệt ly. Ta buồn trong xa băng. Chờ ai nữa em ơi cùng đàn nhạc phai. Thì cái chỗ này cũng thế thôi. Các bạn cũng phải cắt. Chờ ai nữa em ơi cùng đàn nhạc phai. Chúng ta cũng pha chát mì chát là. Đó. Chờ ai nữa em ơi cùng đàn nhạc phai. Bao đêm mê có em trong ngày tháng năm. Thì các bạn lưu ý chỗ này nhé. Khi bắt đầu vào cái điệp khúc này, các bạn chưa cần phải quạt trả như nào, các bạn cứ đánh bình thường để chúng ta ăn được nhịp đó. Thì các bạn này chú ý này, chúng ta bắt đầu vào điệp khúc là hợp âm pha trưởng. Thì các bạn bấm hợp âm, các bạn gảy xong các bạn mới hát nhé. Bấm hợp âm này. Bùm bao đam mê. Bùm bao đam mê có em trong ngày tháng. Anh làm sao để vơi hết nỗi buồn. Đó. Lại đây nhé. Chúng ta bấm pha trưởng, chúng ta gảy bùm xong chúng ta mới hát. Đó. Bùm bao đam mê có em trong ngày tháng. Anh làm sao để vơi hết nỗi buồn. Lại đây các bạn nhé. Bao đam mê có em trong ngày tháng. Anh làm sao để vơi hết nỗi buồn. Ôi chia ly biết em vui tình. Với sao lòng anh giờ đây vắng tay. Thì cả cái câu này cũng vậy thôi. Bùm với ôi chia ly nhé, bùm xong với ôi chia ly này. Ôi chia ly biết em vui tình. Đó. Ôi chia ly biết em vui tình. Mới sao lòng anh giờ đây vắng tay. Lại đây các bạn nhé. Lại cả cái câu đầu này, cả bốn câu này này. Bao đam mê có em trong ngày nắng. Anh làm sao để vơi hết nỗi buồn. Ôi chia ly biết em vui tình. Mới sao lòng anh giờ đây vắng tay. Đã phai mờ những ân tình. Cố quên rồi cũng qua. Lỡ xa xôi cánh chim trời. Hãy giữ mãi tiếng ca ngày xưa. Thì cái đoạn này các bạn chú ý này. Nó cũng có cái đoạn cắt đôi nhịp. Thì các bạn để mà quạt được thì cách quạt đơn giản nhất thì chúng ta sẽ quạt như sau. Bùm chát. Bùm chát. Trước thì các bạn quạt chỉ tập bùm chát tức là 1 2 1 2 1 2. 1 là bùm, 2 là chát. Các bạn tập như thế. Chúng ta tập quạt đơn giản chúng ta sẽ hát được thôi. Đã phai mờ những ân tình. Cố quên rồi cũng qua. Lỡ xa xôi cánh chim trời. Hãy giữ mãi tiếng ca ngày xưa. Cái này là cắt đôi nhịp thì các bạn đánh từng nhịp này. Các bạn hãy giữ mãi tiếng ca ngày xưa. Chuyển hợp âm rất nhanh như thế. Hãy giữ mãi tiếng ca ngày xưa. Quạt lại đấy nhé. Đã phai mờ những ân tình. Cố quên rồi cũng qua. Lỡ xa xôi cánh chim trời. Hãy giữ mãi tiếng ca ngày xưa. Thì riêng về cái quạt chả này nhé, quạt là ballad này, các bạn có thể quạt theo kiểu đơn giản như vừa rồi. Bạn nào thích quạt phức tạp hơn thì chúng ta có thể click vào cái video clip hiển thị trên màn hình nữa. Tôi đã hướng dẫn khá kỹ về quạt ballad xylosub nhịp 24. Các bạn phải xem cả clip đó các bạn mới có thể quạt cho nó nhuần nhuyễn được các bạn nhé. Đó, bạn nào thích quạt kiểu nào thì quạt, chúng ta quạt kiểu đơn giản cũng được. Mà các bạn thích quạt nó êm đềm hơn, đầy đủ động tác hơn thì chúng ta hãy click vào clip hiển thị trên màn hình đó. Xin chúc các bạn thành công.